Hạ quân dấp tỷ bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thường lai. Cây ông trưởng lão dấu truyền khuyên trong lê thư khắp nơi làm lành. Dương trần ít kẻ kính thành mạng lo làm giữ việc lành bỏ đi. Ngọc hoàng lụy nhỏ lâm ly mới sai chư tướng súng thì răng dân. Làm đau nhiều bệnh muôn phần, cho nên Phật tổ ân cần ra đi. Tâu qua ngọc để một khi thử dung trần thế nhân dân đặng nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai chư vị một giờ ra đi. Xuống răng trần thế vậy thì dạy răng trần thế làm lành tu thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khiến xa gần phải đi. Giáo truyền thiên hạ vậy thì mười phần giải đặng vậy mà có hay. Tôi vinh đức Phật Như Lai, giấy cầu mệt mỏi giải hoài không nghe. Thế trần đâu biết kiên dè, nghe lời ma quỷ lại chê Phật trời. Giải truyền thiên hạ khắp nơi, trăm phần rắn dài vậy thời đôi mươi. Thấy trong thiên hạ nực cười kẻ ác, thì có người lành thì không. Quyền trong tinh nữ thiện nam, gắng mà tu niệm thiên đàng đằng lên. Ai mà chẳng có chí bền, ngày sau yêu quỷ phân thay chẳng còn. Hỏi mình là đạo làm con, tu cầu cha mẹ Phật đường an thân. Đời này mắt nạt thịt trần, gần công tu niệm Phật đường độ thân. Gầm trong thiên hạ vạn dân, không lo tu niệm phải lâm đọa đài. Như Lai Bồ Tát bằng nay, nói với Ngọc Hoàng xét lại cho dân. Phật sai tôi phải ân cần, rao truyền đạo chánh cho dân tu trì. Phật bà khuyên dạy một khi, rước người tu niệm đem lên tòa vàng. Ai mà ăn ở nghinh ngang, tà ma yêu quỷ đón đàn phân thay. Phật trời ngự chốn phương Tây, thầy đưa hung ác chẳng còn thấy thi. Phật biểu niệm chữ từ bi, thầy trong ba tánh ít ai làm lành. Đem lòng hung dữ chiến tranh, làm cho chư Phật sầu bi trong lòng. Như Lai lụy nhỏ rộng rộng, biết làm sao đặng cứu rài chúng sanh.
mời sai bốn vị thần nhân tới đâu truyền dạy vậy thì chúng sanh. Mười phần dạy đặng hai phần, còn tám phần nữa lại không nghe lời. Năm nay đời đã đến rồi, Phật sai xả tội với thời cho dân. Năm nay phải kiếp ân cần, giáo truyền khắp hết đi xa gần tu thân. Mấy người làm phước làm nhân, tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng. Ai mà chẳng biết tu thân thì sao phải đọa muôn phần chẳng an. Mấy người lên đặng tòa vàng, có công tu niệm chư thần đưa lên. Cho nên xa chúng trần gian, Phật trời xuống phước khỏi mang tay nàng. Lại thêm giữa đặng tòa vàng, công danh phú quý hiển vang rạng ngời. Ai mà dạy chẳng nghe lời, trời sai yêu quỷ hại mà chẳng sai. Đừng than đừng trách Như Lai, sao không cứu khổ cứu tai chúng này. Tại mình lòng ở tà tay, chẳng thương cha mẹ lại khi Phật trời. Cho nên Phật bỏ giữa vời, trời sai yêu quỷ hại mà tan quang. Kẻo mà khi dễ nghênh ngang, để cho yêu quỷ phân thấy cho rồi. Tu không phải tốn tiền ngàn, ngày sau giữa đặng tòa vàng quốc vương. Thấy ai tu niệm thì thương, mấy đứa hung dữ chẳng chừa là ai. Măng nhiếc trời Phật điếc tai, hễ là làm ác ác lai đến hoài. Làm thiện thì thiện quần lai, nói cho ba tánh ai ai giữ mình. Đằng sau coi hội long đình, khuyên cho nam nữ lòng gìn tu thân. Ráng mà niệm Phật ân cần, bằng không tu niệm phải lâm tai nạn. Những người hung ác ngẩn ngơ, trời sai yêu quỷ rải rải chẳng tha. Đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bất kỳ đông, thời gió tây. Mấy trời nay đã đổi xây, công danh có một hồi này mà thôi. Ai mà gắng chí cao dồi, chí tâm tu niệm đặng ngồi tòa sen. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, vô thường quỷ dắt ngục đường khảo tra. Tu là kính trọng mẹ cha, cầu trời cầu Phật Di Đà cứu an. Kinh cùng chư thánh chư tiên, bãi bà hai cầu cửu thiên thánh thần.
Ngọc Hoàng ngồi ngự trên ngai, thấy trong ba tánh đời này không kiêng. Phật biểu thì tôi giáo truyền khuyên, trong nam nữ trẻ già gánh công. Niệm Phật hai chữ Di Đà, có ngài Phật rước khỏi mà yêu ma. Làm con phải xét gần xa, ơn cha nghĩa mẹ lẽ nào chẳng mang. Ai sanh ai dưỡng chẳng màng, chửi cha mắng mẹ là loài súc sanh. Để cho ma quỷ phá tan, răng đồ bội nghĩa chẳng toàn thay thi. Nam mô hai chữ từ bi, mấy người tu niệm vậy thì rước lên. Rước người tu niệm chí bền, còn kẻ hung dữ bỏ trôi cho rồi. Năm nay đời đã gần rồi, gắn công tu niệm vậy thời bớ dân. Bên lòng niệm Phật ân cần, gắn công tu niệm cung bằng bạc muôn. Niệm Phật không đợi người thương, có lòng cầu nguyện Tây Phương cùng gần. Hãy là người ở dưới trần, có lòng Phật độ dựa nương theo mình. Phật không có biểu tụng kinh, gắn công khăn bay chúc nguyện mẹ cha. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu cha cùng mẹ tôi mà siêu thân. Tụng kinh trăm cuốn không bằng, chỉ công tu niệm Phật thần độ cho. Bằng ai mà chẳng có lo, mong lòng làm giữ nạn to chớ phiền. Phật trời sai khiến thần tiên, tuần du trần thế khắp miền nhân gian. Xem trong tội phước rõ ràng, có phước cho phước tội rày khảo trang. Lại sai quỷ mỹ tà ma, hại kẻ hung ác đây mà làm chi. Ai mà tâm tánh từ bi, Phật sai chư vị xuống thì rước lên. Những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt rài chẳng tha. Thịt ăn xương bỏ dây đầy, nói cho ba tánh đời này tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, thời là ác có Phật sai rước về. Làm ác thì khổ nhiều bề, làm lành Phật rước đăng về bồng lai. Thanh nhàn khoái lạc vui thay, làm ác thì lại mất ngay xác hồn. Làm lành thì mình đắng tôn, làm dữ ác thu xác hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thời mai. Cuộc đời thấy khổ lâu ngày, nói cho nam nữ ráng mà tu thân.
giáp ti khổ não trăm phần. Không phải thái bình ngày rài dân ôi, cơ trời ách nước có rồi, tôi khùng mà nói chuyện đời có không. Tánh khùng khi nhớ khi quên, gái trai già trẻ coi nên thì dùng. Ngồi buồn nói chuyện tam khùng, mặt tình ba tánh có dùng thì coi. Việc đời khó thiệt hẳn hồi, tu hành thời đang sống coi lập đời. Thương dân nên nói hết lời, gái trai chẳng xét tội thời bất dung. Khuyên nói ba tánh hai cùng, tôi thiệt điên khùng nhiều nỗi thiết tha. Hết trẻ thì tôi lại già, hết già tới trẻ ấy mà có hay. Thương trần nên mới chịu sầu, kẻ kêu người gheo nào đâu dám phiền. Chừng nào già trẻ biết ngoan, rủ nhau niệm Phật mới an thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, cầu cho ba tánh trẻ già đặng an. Quyển thứ nhì, ngồi buồn khùng nói chuyện điên, thấy trong ba tánh ưu phiền xót thương. Ít ai ở đặng hiền lương, cho nên mắc phải tai ương nhiều bề. Thấy trong trần thế ủ ê, sang giàu có của lại che người nghèo. Ta từng lên núi xuống đèo, ít ai có đặng chữ nghèo như ta. Đời này bạc ác tính ma, dạy bảo chẳng đặng vậy mà Phật ôi. Giáp ti cởi cuộc chưa rồi, bước qua ất sầu khổ thôi nhiều bề. Làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thôn vôn. Kẻ thời khóc mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì, đất bằng sâm vậy còn gì trời ơi. Chừng nào đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy vậy thời chưa nghe. Thế trận đâu biết kiên dè, chê rằng nói lâu mà nghe làm gì. Chừng nào thấy việc dĩ kỳ, đón đường nó bắt vậy thì mới tin. Lại có một mối âm binh, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lấy nát thịt tan xương chẳng còn. Viết đời càng mong càng mòn, nói cho ba tánh muốn còn tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, ngày sau thì đặng thanh nhàn tâm thân. L
lại cầu chư Phật chư thần cứu quyền thất tổ ân cần chẳng sai. Cầu nguyện lại giây hôm mai, cầu trời khấn Phật bằng nay đêm ngày. Ai mà giữ đặng lâu dài, cứu quyền thất tổ đặng lên tòa vàng. Mấy đứa hung dữ ngang tàn, vô thường quỷ bắt cái ngục đàn xử trang. Hỏi nào cha mẹ ông bà, cứu quyền thất cái tổ ở mà nơi đâu. Chốn này là Phật đương đầu, mấy đứa hung ác thì cầm lại đây. Nói cho già trẻ đặng hay, ráng mà niệm Phật Di Đà cứu cho. Như ai mà chẳng có lo, đến cơn bát loạn Phật đâu cứu mình. Người hiền về chốn Tây Phương, Phật trời xuống phước khỏi nơi chúng này. Nhân hiền đâu có tội này, làm ác thì lại mắc rài nơi đây. Thác thời cầm ở ngục này, sống còn dương thế tà ma hải hoài. Tàn gia bãi sản bằng nay, lại thêm nhiều chứng hải hoài rất hung. Người điên mà nói chuyện khùng, mặt tình trần thế có dùng thì nghe. Khùng sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng lại điên. Xin trong nam nữ đừng phiền, ráng nghe điên dạy khỏi miền trần ai. Điên là điên Phật Như Lai, khùng là chư Phật khiến sai nên khùng. Phật Thầy mến kẻ sửa mình, ai mà giữ đặng thật rài hiển dinh. Cõi trần nhiều kẻ thì khinh, thấy đời chưa đến biết chi làm lành. Ai mà giữ đặng tâm thành, khỏi trong hoạn nạn tồn sanh thấy đời. Phật trời nói chẳng sai lời, lắm quá là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội lắm quá, cho người tu niệm đắng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn thiếu lẽ nào. Minh Vương xuất thế ngồi cao, lập đời thương cổ anh hào hiền lương. Chọn người của Phật mến thương, đánh vào môi nước cho vương minh hoàng. Gian tàn ở dọc ngang, tụ di tam tộc đặng răng nịnh thần. Mấy người làm phước làm nhân, lòng qua một hội quân thần Âu ca. Còn kẻ ác đức bất nhân, có tưởng chư thần phanh nát thịt xương. Nói cho già trẻ đắng tường, cái ác tùng thiên Phật thương rước về. Tòa vàng mới được giữa cây, kẻ ác thời lại mắc bề gian nan.
lại thêm mắt phải tay nàng. Cuộc đời tôi thấy rõ ràng đâu sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, cứu người tu niệm lên đài thánh thơi. Phật cho tôi biết việc đời, vâng lĩnh Phật trời dạy biểu thế gian. Tội phước tôi thấy rõ ràng, gánh công tu niệm ở đời mà coi. Số dần vốn thiệt hắn hồi, cầu trời khấn Phật sống coi lập đời. Tôi khuyên tôi nói ít lời, mặc tình ba tánh muốn thời ghi coi. Cuộc đời quá thiệt hắn hồi, hồi 18 nước tôn vương đế hoàng. Đành coi cái hội long qua, cho người tu niệm hoàng gia tôn thần. Lại còn cái hội long dân, quân thần công lạc thấy đều vui chơi. Người lành mới đành thành thơi, qua dân hai hội chúa tôi vui vầy. Làm ác thì lại mất thấy, đâu còn coi hội rầm mấy nửa lần. Tu niệm thì Phật thấy mừng, làm dữ ác thú lấy lần phân thay. Hồ lan ác thú muôn bày, ác thú dung của Phật thầy sai đi. Thú sao nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú nay. Lớp bay lớp chạy lăn xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đằng đâu. Tu niệm nó thấy cúi đầu, người tu của Phật nó mà dám đâu. Cuộc đời trăm tham ngang sâu, thiện ác đau đầu kẻ xuống người lên. Thiên đường địa ngục đôi bên, người tu của Phật Tây Phương rước về. Làm giữ hay quỷ giao cây, dẫn về địa phủ khảo tra nhiều bề. Đến chừng thấy tội u ê, cầu trời khấn Phật cứu rài đằng đâu. Thấy chuyện hung dữ mã rầu, nói cho nam nữ đâu đâu hay cùng. Trẻ già ai có nghe khùng, cải ác tùng thiện thì khùng cứu cho. Điên khùng hết giả cần lo, cầu cho già trẻ cứ lo tu trì. Ngồi buồn khùng nói dân di, Phật trời đài đoá khó rài biết bao. Quan âm đạo sĩ truyền rao, giáo khuyên coi thế hung hào đừng ham. Trung càng thanh đức già lam, nịnh như đồng trác mắt chàng phong tiên. Ngồi buồn khùng nói chuyện điên, Phật biểu chuyện hiền khùng nói dữ đang. Khùng này khùng của Phật bà, cho nên khùng rõ vậy mà chẳng sai. Bốn đạo ba tánh ai ai, nghe lời khùng dạy ngày mai coi đời.
Khùng là khùng Phật khùng trời, cho nên khùng biết việc đời hết trơn. Thương đời nên dạy hết lời, mắt tình già trẻ não hơn trần gian. Thân khùng giấc ngủ nào an, kẻ kêu người reo nào an giấc nằm. Chừng nào trai gái trì tâm, rủ nhau niệm Phật Quan Âm độ mình. Thời khùng mới đặng an thân, xin trong ba tánh dạng dân chỉ tình. Ráng mà niệm Phật cứu mình, đến chừng lập hội lắm mới đình hiển vinh. Cửa trời mở rộng thinh tinh, trách lòng ba tánh không tình thác ngoan. Giảng này của Phật Tây Phan, cho khùng đăng giải cứu án dương trần. Trao cho ba tánh vạn dân, răng công tu niệm Tây Phương an nhàn. Ai muốn làm tối minh hoàng, chí công tu niệm quân thần hiển vinh. Lâu đài vinh giải nghinh ngang, đi thời lại có lòng tàn phủ che. Răng dạy ba tánh không nghe, nữa sao đừng trách đi không nghe không rầy. Ai muốn coi hỏi rồng mây, bền lòng tu niệm Phật bà rước đi. Phật tiên đâu có nói gì, thương người tu niệm siết chi vui mừng. Ngồi trên mây bạc chính tầng, cảm thương hung ác mắt chứng đọa đài. Tội kia thâu đến thiên đình, sao không tu niệm ăn năn giữ mình. Không tu thì cũng mặc tình, càng chỉ kiêu ngạo cho mình hao hơi. Dạo khuyên than nói hết lời, ghét thay đứa dạy dạy hoài không nghe. Thương người tu niệm kiên già, nghèo nàn đói khó biết nghe Phật trời. Phật sai tôi phải giáo truyền, nói cho hết tiếng hết hơi lại phiền. Nhà giàu nó ý nhiều tiền, nó đâu có kể có kiên thành khùng. Cuộc đời nói chẳng có cùng, thương trong lễ thứ biết chừng nào nguôi. Bây giờ nhiều kẻ tới lui, hết cơn vinh hiện thời tôi một mình. Nghĩ đời nhiều kẻ vô tình, mai sao tôi lại tách mình đi xa. Thương thay ba sĩ vậy mà, bơ vơ thương nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò xung hiệp chúa tôi vui vậy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thó bạc lỗ mai gặp nhau. Chữ Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lễ thứ rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi mà lầm.
muốn cho trung hiếu vẹn toàn. Nghe lời Phật dạy rõ ràng đâu sai, tối nay là Phật hành hài. Tôi chẳng có này ai muốn thì coi. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Quyển thứ ba, ngồi buồn bắt mạch xem sao. Giáp tỷ ất sổ chuyện máu bây giờ. Bình dần đinh mạo ngần ngơ, đến cơn bát loạn chạy quơ giấy vàng. Kẻ đau người chết nhổn nhàng, muôn binh ngàn thúi rộn ràng lăng xăng. Kẻ thời bị thu bất ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhào. Đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Giặc thời tư hướng vậy thì, nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chảy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Mình như chỉ dân tơ vương, chừng đó cầu nguyện Phật thương đánh nào. Ác thú chặt khắp lao sao, muôn binh vì phụ không đường vô phương. Bốn cửa có bốn thiên vương, chính giữa thần tướng trung ương tung hoành. Ác thu lục phá tan tành, tan quán quỷ quái chẳng còn lành đâu. Thì chuyện hung dữ mã rầu, chư Phật ngồi rầu biết liệu làm sao. Bởi vì chuyện ác muôn ngàn, Phật biết thế nào cứu kẻ hung hăng. Như không tu niệm ăn năn, ắt là phải mắt cầm trong cõi trần. Mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên. Tòa vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao ly dưới miền trần gian. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, có tướng Ngọc Hoàng sai xuống bốn phan. Tuần tra khắp hết nẻo đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt rài. Sang qua sai lại bằng nay, hết sâu tới tốt, hết giống tới tồn. Thế rằng nhỏ dại lẫn khôn, người đời như cá ao kia khô rồi. Chí công hầm đã thành dối, bền công tu niệm là tôi Phật trời. Cây khô tới nước thành chồi, người sầu tướng Phật muốn sầu cũng thôi. Chừng nào chờ lên hết vui, thời là Phật mới bỏ trôi người lành. Thủ vật tu hỡi còn thành, người sao chẳng biết làm lành tu thân. Mấy người ác đức bất nhân, không coi theo thủ trao thân tu hành. Thủ vật cái ác còn thành, người cứ làm lành vốn thiệt Phật nhi.
Nam mô hay chữ từ bi, cảm thương trần thế giải hoài không nghe. Gần công tu niệm kiên già, kẻo mà đọa kiếp uổng thay cho đời. Tu niệm người của Phật trời, mừng cho nam nữ biết thời tu thân. Đặng mà báo hiếu chi ân, phụ tử quân thần cha mẹ chúa tôi. Lung tăng tích ác chẳng rồi, xa cơ một phút nhánh chồi tan quan. Lại thêm khổ hạnh muôn phần, người lành khác thể ngọc ngà lưu ly. Thánh hiền sách để còn ghi, sao không ban giữ mùa lành như xưa. Trời còn tôi nắng sớm mưa, người đời sớm thấy tôi chưa biết nào. Dương trần đông đảo lao sao, người ta thì ít quỷ ma ồn ào. Bính dần tật bệnh xiết bao, tu hành thì khỏi hùng hào thời mang. Nói cho già trẻ đắng tan, ráng mà tu niệm Ngọc Hoàng Thứ Dung. Bớt bớt việc dữ việc hung, lo làm nhân đức việc hung đừng làm. Thời là mới đặng thanh nhàn, có thuyền bát nhã xuê sang rước về. Binh dần đinh mạo u ê, thần binh ác thú đề huề bốn phương. Đưa dự chất đất chặt đường, lốc đào lốc chất sống làng tan quan. Thấy nằm như thế làng can, nhà giàu thì lại tan quan hơn nghèo. Việc đời coi cũng treo leo, lên núi xuống đèo nào có nải chi. Xem trong vạn quốc vậy thì, dân Nam bạc đảo học thì hung quang. Minh tâm là sách hơn đàn, hiu chỉ rõ ràng sao chẳng học coi. Luật Nam nghĩa lý hẳn hoi, ơn cha nghĩa mẹ sự vua trung thần. Thiệt là luân lý tứ ân, sao không coi đó sự phân lý mình. Cứ theo ăn ở bát tình, tổ tâm chẳng tưởng cha mình lại giống. Hạ quân đổi giả thay lầm, cho nên theo đạo bỏ mà tổ tâm. Vì đoán nào biết Phật thần, thấy đâu chê đó nên lầm nạn sâu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Kim phiên sao lại gây cùng, địa tiên đâu dám sanh cùng thiên tiên. Đời còn sao xuyên chưa yên, cho nên nhiều đứa ngựa nghiêng hùng hào. Hạ quân giáp tỷ bằng nay, cơ trời đã khiến lập đời thường lai. Cây ông trưởng lão giáo truyền khuyên, trong lê thư khắp nơi làm lành.
dương trần ít kẻ kính thành mạng lo làm giữ việc lành bỏ đi. Ngọc hoàng lụy nhỏ lâm ly mới sai chư tướng súng thì răng dân làm đau nhiều bệnh muôn phần cho nên Phật tổ ân cần ra đi. Tâu qua ngọc để một khi thư dung trần thế nhân dân đặng nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ mới sai chư vị một giờ ra đi. Xuống răng trần thế vậy thì dạy răng trần thế làm lầm tu thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khiến xa gần phải đi. Giáo truyền thiên hạ vậy thì mười phần dạy đặng vậy mà có hay. Tôi dưng Đức Phật Như Lai giấy cầu mệt mỏi giải hoài không nghe. Thế trần đâu biết kiên dè nghe lời ma quỷ lại chê Phật trời. Giải truyền thiên hạ khắp nơi trăm phần rắn dài vậy thời đôi mươi. Thấy trong thiên hạ nực cười kẻ ác thì có người lành thì không. Quyền trong tinh nữ thiện nam gắn mà tu niệm thiên đàng đặng lên. Ai mà chẳng có chí bền ngày sau yêu quỷ phân thấy chẳng còn. Hỏi mình là đau làm con tu cầu cha mẹ Phật đường an thân. Đời này mắt nạt thịt trần gần công tu niệm Phật đường độ thân. Gầm trong thiên hạ vạn dân không lo tu niệm phải lâm đọa đài. Như Lai Bồ Tát bằng nay nói với Ngọc Hoàng xét lại cho dân. Phật sai tôi phải ân cần rao truyền đạo chánh cho dân tu trì. Phật bà khuyên dạy một khi rước người tu niệm đem lên tòa vàng. Ai mà ăn ở nghinh ngang tà ma yêu quỷ đón đàn phân thay. Phật trời ngự chốn phương Tây thấy đứa hung ác chẳng còn thấy thi. Phật biểu niệm chữ từ bi thấy trong ba tánh ít ai làm lành. Đem lòng hung dữ chiến tranh làm cho chư Phật sầu bi trong lòng. Như Lai lụy nhỏ rầm rầm biết làm sao đặng cứu rài chúng sanh. Mời sai bốn vị thần nhân tới đâu truyền dạy vậy thì chúng sanh. Mười phần dạy đặng hai phần còn tám phần nữa lại không nghe lời.
Năm nay đời đã đến rồi, Phật sai xả tội với thời cho dân. Năm nay phải kiếp ân cần, giáo truyền khắp hết đi xa gần tu thân. Mấy người làm phước làm nhân, tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng. Ai mà chẳng biết tu thân thì sao phải đọa muôn phần chẳng an. Mấy người lên đặng tòa vàng, có công tu niệm chư thần đưa lên. Cho nên xa chúng trần gian, Phật trời xuống phước khỏi mang tay nàng. Lại thêm giữa đặng tòa vàng, công danh phú quý hiển vang rạng ngời. Ai mà dạy chẳng nghe lời, trời sai yêu quỷ hại mà chẳng sai. Đừng than đừng trách Như Lai, sao không cứu khổ cứu tai chúng này. Tại mình lầm ở tà tay, chẳng thương cha mẹ lại khi Phật trời. Cho nên Phật bỏ giữa vời, trời sai yêu quỷ hại mà tan quang. Kẻo mà khi dễ nghênh ngang, để cho yêu quỷ phân thấy cho rồi. Tu không phải tốn tiền ngàn, ngày sau giữa đặng tòa vàng quốc vương. Thấy ai tu niệm thì thương, mấy đứa hung dữ chẳng chừa là ai. Măng nhiếc trời Phật điếc tay, hễ là làm ác ác lai đến hoài. Làm thiện thì thiện quần lai, nói cho ba tánh ấy ai giữ mình. Đằng sau coi hội lòng đình, khuyên cho nam nữ lòng gìn tu thân. Ráng mà niệm Phật ân cần, bằng không tu niệm phải lâm tai nạn. Những người hung ác ngẩn ngơ, trời sai yêu quỷ rải rải chẳng tha. Đời đà tận thế vậy mà, mùa nam gió bất kỳ đông, thời gió tây. Mấy trời nay đã đổi xây, công danh có một hồi này mà thôi. Ai mà gắng chí trao dồi, chí tâm tu niệm đặng ngồi tòa sen. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, vô thường quỷ dắt ngục đường khảo trang. Tu là kính trọng mẹ cha, cầu trời cầu Phật Di Đà cứu an. Kinh cùng chư thánh chư tiên, bãi bà hai cầu cửu thiên thánh thần. Ngọc Hoàng ngồi ngự trên ngai, thấy trong ba tánh đời này không kiêng. Phật biểu thì tôi giáo truyền, khuyên trong nam nữ trẻ già gánh công. Niệm Phật hai chữ Di Đà, có ngài Phật rước khỏi mà yêu mang.
làm con phải xét gần xa ơn cha nghĩa mẹ lẽ nào chẳng mang. Ai sanh ai dưỡng chẳng màng, chửi cha mắng mẹ là loài súc sanh. Để cho ma quỷ phá tan, răng đồ bội nghĩa chẳng toàn thay thi. Nam mô hai chữ từ bi, mấy người tu niệm vậy thì rước lên. Rước người tu niệm chí bền, còn kẻ hung dữ bỏ trôi cho rồi. Năm nay đời đã gần rồi, gắng công tu niệm vậy thời bớ dân. Bên lòng niệm Phật ân cần, gắn công tu niệm cung bằng bạc muôn. Niệm Phật không đợi người thương, có lòng cầu nguyện Tây Phương cùng gần. Hãy là người ở dưới trần, có lòng Phật độ vừa nương theo mình. Phật không có biểu tụng kinh, gắn công khăn bay chúc nguyện mẹ cha. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu cha cùng mẹ tôi mà siêu thân. Tụng kinh trăm cuốn không bằng, chỉ công tu niệm Phật thần độ cho. Bằng ai mà chẳng có lo, mong lòng làm giữ nạn to chớ phiền. Phật trời sai khiến thần tiên, tuần du trần thế khắp miền nhân gian. Xem trong tội phước rõ ràng, có phước cho phước tội rày khảo trang. Lại sai quỷ mỹ tà ma, hại kẻ hung ác đây mà làm chi. Ai mà tâm tánh từ bi, Phật xoay chư vị xuống thì rước lên. Những kẻ hung ác chẳng bền, hổ lang ác thú bắt rài chẳng tha. Thịt ăn xương bỏ dây đầy, nói cho ba tánh đời này tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, thời là ác có Phật sai rước về. Làm ác thì khổ nhiều bề, làm lành Phật rước đăng về bồng lai. Thanh nhàn khoái lạc vui thay, làm ác thì lại mất ngay xác hồn. Làm lành thì mình đắng tôn, làm dữ ác thu xác hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thời mai. Cuộc đời thấy khổ lâu ngày, nói cho nam nữ ráng mà tu thân. Giáp ti khổ não trăm phần, không phải thái bình ngày rài dân ôi. Cơ trời ách nước có rồi, tôi khùng mà nói chuyện đời có không. Tánh khùng khi nhớ khi quên, gái trai già trẻ coi nên thì dùng.
ngồi buồn nói chuyện tam khùng. Mặt tình ba tánh có dùng thì coi, việc đời khó thiệt hẳn hồi tu hành. Thời đang sống coi lập đời, thương dân nên nói hết lời. Gái trai chẳng xét tội thời bất dung, khuyên nói ba tánh hai cùng. Tôi thiệt điên khùng nhiều nỗi thiết tha, hết trẻ thì tôi lại già, hết già tới trẻ ấy mà có hay. Thương trần nên mới chịu sầu, kẻ kêu người gheo nào đâu dám phiền. Chừng nào già trẻ biết ngoan, rủ nhau niệm Phật mới an thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, cầu cho ba tánh trẻ già đặng an. Quyển thứ nhì, ngồi buồn khùng nói chuyện điên. Thấy trong ba tánh ưu phiền xót thương, ít ai ở đặng hiền lương. Cho nên mắc phải tai ương nhiều bày, thấy trong trần thế ủ ê. Sang giàu có của lại che người nghèo. Ta từng lên núi xuống đèo, ít ai có đặng chữ nghèo như ta. Đời này bạc ác tinh ma, dạy bảo chẳng đặng vậy mà Phật ôi. Giáp thi cười cuộc chưa rồi, bước qua ất sầu khổ thôi nhiều bề. Làm cho nhiều việc tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thôn vôn. Kẻ thời khóc mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì, đất bằng sâm vậy còn gì trời ơi. Chừng nào đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy vậy thời chưa nghe. Thế trận đâu biết kiên dè, chê rằng nói lâu mà nghe làm gì. Chừng nào thấy việc dĩ kỳ, đón đường nó bắt vậy thì mới tin. Lại có một mối âm binh, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lấy nát thịt tan xương chẳng còn. Viết đời càng mong càng mòn, nói cho ba tánh muốn còn tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, ngày sau thì đặng thanh nhàn tâm thân. Lại cầu chư Phật chư thần, cứu quyền thất tổ ân cần chẳng sai. Cầu nguyện lại giây hôm mai, cầu trời khấn Phật bằng nay đêm ngày. Ai mà giữ đặng lâu dài, cứu quyền thất tổ đặng lên tòa vàng. Mấy đứa hung dữ ngang tàn, vô thường quỷ bắt cái ngục đàn xử trang.
hỏi nào cha mẹ ông bà, cửu quyền thất tổ ở mà nơi đâu. Chốn này là Phật đương đầu, mấy đứa hung ác thì cầm lại đây. Nói cho già trẻ đặng hay, ráng mà niệm Phật Di Đà cứu cho. Như ai mà chẳng có lo, đến cơn bát loạn Phật đâu cứu mình. Người hiền về chốn Tây Phương, Phật trời xuống phước khỏi nơi chúng này. Nhân hiền đâu có tội này, làm ác thì lại mắc rài nơi đây. Thác thời cầm ở ngục này, sống còn dương thế tà ma hải hoài. Tàn gia bãi sản bằng nay, lại thêm nhiều chứng hải hoài rất hung. Người điên mà nói chuyện khùng, mặc tình trần thế có dùng thì nghe. Khùng sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng lại điên. Xin trong nam nữ đừng phiền, ráng nghe điên dạy khỏi miền trần ai. Điên là điên Phật Như Lai, khùng là chữ Phật khiến sai nên khùng. Phật Thầy mến kẻ sửa mình, ai mà giữ đăng thật rài hiển vinh. Cõi trần nhiều kẻ thì khinh, thấy đời chưa đến biết chi làm lành. Ai mà giữ đăng tâm thành, khỏi trăm hoạn nạn tồn sanh thấy đời. Phật trời nói chẳng sai lời, lắm quá là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội lắm quá, cho người tu niệm đắng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn thiếu lẽ nào. Minh Vương xuất thế ngồi cao, lập đời thương cổ anh hào hiền lương. Chọn người của Phật mến thương, đánh vào môi nước cho vương minh hoàng. Gian tàn ở dọc ngang, tụ di tam tộc đặng răng nịnh thần. Mấy người làm phước làm nhân, lòng qua một hội quân thần Âu Ca. Còn kẻ ác đức bất nhân, có tưởng chư thần phanh nát thịt xương. Nói cho già trẻ đắng tường, cái ác tùng thiện Phật thương rước về. Tòa gian mới được giữa cây, kẻ ác thời lại mắc bề gian nan. Lại thêm mắt phải tay nàng, cuộc đời tôi thấy rõ ràng đâu sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, cứu người tu niệm lên đài thánh thơi. Phật cho tôi biết việc đời, vâng lĩnh Phật trời dạy biểu thế.